Cơ sở lan rừng bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là phiên tối ngày 21 tháng 10 21 tháng 3 năm 2019 thì cơ sở chúng em đã cập nhật cái lô hàng tiếp tục mới về. Thì em cũng nhân đây giới thiệu và chia sẻ cho các bạn những cái loại lan mà cơ sở chúng em cập nhật có trong tối hôm nay đấy ạ. Thì em cũng quay lên để cho mọi người xem và đặt hàng luôn. Hình thức bán hàng của em là em sẽ bán hàng ship code, tức là ship COD đã gửi đi toàn quốc cho các bạn luôn. Các bạn thanh toán tiền hàng và tiền cước cho nhân viên bưu điện giao hàng tận nơi cho các bạn nhé. Đó. Và giá em bán đề xuất ở đây chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé các bạn. Và bây giờ em xin được giới thiệu với cơ sở chúng em ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Số điện thoại để liên hệ trực tiếp đặt hàng hoặc là nhắn tin trực tiếp đặt hàng với chúng em là số 0984754102 nhé các bạn nhé. Đấy, và em cũng nói trước là rất nhiều bạn là kết nối Zalo để nhắn tin đơn hàng, nhưng mà thực sự là nhân viên bên chúng em là không check được các tin nhắn ở trong Zalo nhé. Trong Zalo chúng em chỉ phản ánh hình ảnh từ những cái đơn hàng vận chuyển nó bị hỏng hoặc nó bị lỗi làm sao đấy, thì các bạn chụp ảnh rồi gửi vào Zalo chúng em và gọi điện chúng em thông báo rằng là em có các anh chị, các cô chú có chụp ảnh gửi qua Zalo để chúng em kiểm duyệt nhé các bạn nhé. Và bây giờ em đi vào giới thiệu chi tiết luôn cho các bạn những cái loại lan mà tối hôm nay em có luôn. Thì lan của em thì về số lượng cực kỳ là nhiều rồi các bạn ạ. Đấy, nói chung là số lượng hàng nhiều như thế này thì cái lượng khách của em như thế nào thì các bạn cũng cũng phải biết rằng là lượng khách của em như nào thì em mới nhập được cái số lượng hàng như này. Đấy, độ uy tín của em càng ngày càng cải thiện. Nói chung là em càng cố gắng cải thiện về cơ sở chúng em hơn. Làm sao để lấy được cái những lô hàng tốt hơn và chất lượng lan nó đẹp hơn. Đấy. Và hình thức chăm sóc khách hàng của chúng em sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Nên là có những gì thắc mắc thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại là 0984754102, một số duy nhất của shop chúng em thôi ạ. Đấy, chứ shop chúng em là không không có nhiều số điện thoại rườm rà nhé, từ trước đến giờ nhé. Đấy, shop chúng em cũng hoạt động được 3 năm nay rồi đó, nên là rất nhiều khách hàng là cứ sợ lừa đảo này nọ, nhưng mà thực sự là nhập một đống lan này về, đầu tư vào cả khối tiền, cả đống lan này em nhập về không dưới 100 triệu. Lấy về em lừa các bạn làm cái gì, đúng không? Đấy, nên là các bạn cứ từ từ bình tĩnh mình lại. Hàng của mình bị làm sao, nó hỏng như thế nào, chúng em chịu trách nhiệm. Nếu mà hàng hỏng em đền bù, hàng xấu em xin nhận lại lan, gửi lại hoàn lại tiền. Đó, đấy là không vừa ý khách hàng nhớ các bạn nhé. Đấy, em nói rõ là như vậy. Và bây giờ em đi vào giới thiệu chi tiết từng loại hàng cho các bạn trong ngày hôm nay luôn đấy ạ. Như các bạn đang thấy đây thì em có lan trồn trắng rừng Lào nhé các bạn nhé. Trồn trắng rừng Lào thì cây nó nhỏ nhỏ, vốn dĩ nó héo héo vậy thôi. Đấy, cái loại hàng cây đẹp thì nó trên 200.000 1 kg cơ. Nhưng mà cái loại hàng cây nhỏ nhỏ, hàng cây giống này thì có giá là 180.000 1 kg thôi. Đấy, giá rất là rẻ. Và tình trạng cây thì bây giờ có những cây thì nó đã bắt đầu ra nụ nhé các bạn nhé. Đấy, bên mặt đây thì buổi chiều chúng em cũng có đóng gói hàng đi phân nửa cái số hàng mà sáng em về, thì cái này là cái còn sót lại. Đấy, có rất nhiều cây là đang có nụ như này rồi nhé các bạn nhé. Cái này là tỷ lệ là cây nụ là gần như là 50-50, tại vì những cây nhỏ quá thì nó vẫn chưa cho nụ được chứ các bạn nhé. Như những cây như này đây thì nó mới có khả năng cho nụ được nhé các bạn nhé. Đấy, cây nào nhỏ quá thì nó chưa cho nụ được. Đấy, mà hàng kg của em bán solo nhé các bạn nhé. Đấy, hàng đây như này cũng đang nụ đây. Đó, cây này đang nhú nụ đây. Thì sắp tới chúng sẽ chơi hoa luôn. Dòng trồn trắng này chúng ta thuần được 1-2 năm, nó nở hoa rất là sai hoa và rất là nhiều chùm hoa nhé. 180.000 1 kg thôi ạ. Và tiếp theo đây thì em giới thiệu cho các bạn cái dáng hương, cái đai châu. Đai châu Thái nhé các bạn nhé. Đấy, đai châu Thái này mỗi một cặp này là có giá là 300.000 1 kg một cặp này. Đấy, cặp cây vừa vừa này là 300.000 một cặp, là 150.000 một cây đó. Nó tương ứng như vậy thôi. Và loại cây nhỏ nhỏ như thế này thì lát nữa chúng em sẽ lựa ra
thì nó chỉ có giá là 220.000 một cặp thôi. Đấy, cây nó nhỏ nhỏ này. Đấy, như cái lô hàng này thì nó chỉ còn cỡ loại 300.000 và loại 220.000 thôi. Đấy, còn loại 400.000 thì loại cỡ như này. Đây các bạn, đấy cái size 400.000 đây, nó nhiều lá hơn nhé các bạn nhé. Cái size như này đây thì nó nhiều lá hơn nhé các bạn nhé. Thì nó là 400.000 một cặp ạ. Đấy, 400.000 một cặp đây. Đấy, size nó nhiều lá hơn này. Nó là một cặp, hai cặp, ba cặp, ba cặp rưỡi này. Đấy, nó phải từ 6 đến 7 lá mà cây nó to nhé. Còn lác đác một số cây vẫn còn đang nụ như này nhé các bạn nhé. Đó, đây như đây, cây vẫn đang nụ này. Đấy, ba cây trâu to này có khách chốt rồi nhưng mà em chưa chuyển hàng được cho các cho khách này. Đó. Đấy, các bạn cứ lấy loại giá như nào thì chúng em lựa cây ra cho các bạn thôi. Đấy. Còn như ở đây thì em có một dề đùi gà dẹt đây thì chúng em đã chơi được hơn một tuần hoa rồi. Hơn một tuần hoa rồi mà dề đùi gà nó vẫn còn như vậy đấy ạ. Đó. Đấy, dề đùi gà này em có chia sẻ cho mọi người từ tuần trước này. Và đây thì em có loại hàng trâu châu Thái hàng kg nữa nhé các bạn nhé. Châu Thái hàng kg đây thì tất nhiên những cây như này là nó bị nát lá rồi thì chúng em sẽ không cho vào nữa. Mà hàng nó phải như thế nào, nó sẽ có lỗi lá đôi chút thì em cho vào loại hàng kg thôi các bạn ạ. Loại này thì chỉ có giá là 680.000 một kg thôi. Đấy, châu Thái bóc trụ nhé, loại hàng cây kg nhé các bạn nhé. Loại này lá rất là dày. Đấy, và cũng rất là nhiều lá, có những cây rất là nhiều lá luôn. Mà em bán hàng kg cho các bạn cho nó dễ. Đó, các bạn có thể mua từ 5 lạng. Đấy. Những cây trâu như thế này thì thực sự là hai cây nó sẽ vượt nửa lạng, nửa cân rồi các bạn ạ. Đấy. Chỉ cần 3 cây thôi nó đã là 1 cân rồi, 3 hoặc 4 cây là 1 cân rồi các bạn nhé. Đấy. Có những cái lá vàng này chúng em sẽ cắt bỏ và trước khi gửi hàng đi cho các bạn nhé. Đấy. Lá rất đẹp mướt mát luôn ạ. Mà chỉ có giá là 680.000 một kg thôi. Đấy. Em bán cho nhanh, chứ còn cái này thì cây nó cây to nhỏ có nhiều nên là nhiều loại nên là em không lựa hàng ra bán theo cặp nữa, nên là chia sẻ cho mọi người theo giá kg là 680.000 nhớ các bạn nhé. Loại hàng này là lá dày, còn loại hàng cặp kia thì lá nó mỏng nhớ các bạn nhé. Và còn đây thì em có lan trầm rừng Lào nhé các bạn nhé. Lan trầm rừng Lào thì bây giờ nụ đang chi chít như vậy rồi đây các bạn nhé, và đang lên những cái mầm gốc như này nhé. Đó, trầm Lào có giá là 1.500.000 một kg, loại hàng đẹp. Và loại trầm Lào hàng giống, hàng có gãy thân nhớ các bạn nhé, có gãy thân tơ và gãy thân tơ nhé. Đây, nhưng mà nó vẫn lên mầm bình thường như này đây thì có giá là 1.100.000 một kg thôi ạ. Đó, đó, cái hàng giống 1.100.000 một kg. Còn ở đây em còn có lan trầm Myanmar. Trầm Myanmar thì bây giờ cũng chuẩn bị lên nụ nhé các bạn nhé. Trầm Myanmar thì chưa có mầm gốc và chưa có nụ. Lác đác là có một số thân là đang nụ nhé các bạn nhé. Đấy, loại hàng đẹp này có giá là 800.000 một kg. Đấy, chúng em có lựa hàng cho các bạn nhé, hẳn hoi nhé. Đấy, còn cái loại hàng giống đây. Đấy, như đây thì lác đác có một số cây đang nụ này đây này. Đó, là hàng rời, hàng cây nhỏ. Đấy, và hàng thân gãy là hàng giống nhé các bạn nhé. Là 650.000 một kg thôi ạ. Đó, loại hàng giống nhá, là trầm Myanmar nhá. Các bạn lưu ý tên của từng loại lan mà chúng em giới thiệu nhá. Và còn ở đây là lan môi tua. Lan môi tua thì dề môi tua này thì em để giá cho các bạn là 200.000 này, dề rất là to luôn. Có trọng lượng là tới 1 kg, 1,5 kg. Đấy. Và còn đây là môi tua hàng kg đây. Có giá là 150.000 một kg. Đấy, chỉ có chừng độ khoảng 2 kg thôi này, 2 kg, hơn 2 kg tí. Và còn đây là lan Điện Biên Đông nhé các bạn nhé. Đấy, lan Điện Biên Đông thì cái nụ, những cái nụ hoa vàng vàng này đây thì vẫn còn một lác đác, còn sót một vài nụ đây. Đấy, và có những nụ đang heo hé đấy, màu vàng rực luôn Điện Biên Đông. Đấy, có giá là 220.000 một kg nhé các bạn nhé, lan Điện Biên Đông ạ. Đó. Và còn đây là lan Hoàng Thảo Ý Ngọc. Hoàng Thảo Ý Ngọc thì bây giờ thì cây nó đang bắt đầu xuống hoa và lên những cái mầm này để chúng ta thuần, là cái mùa thuần là dễ dàng nhất nhá các bạn nhé. Đây, Ý Thảo ba màu đây.
đủ 3 màu cho các bạn nhé, màu tím, màu vàng, màu trắng, đấy 3 màu luôn ạ. Và cái họng của nó là đấy, có những cây là họng tím đen luôn đấy. Đấy, một mặt bông ý thảo 3 màu đây. Ý thảo 3 màu có giá là 300.000 1 kg ạ. Và còn đây là hạc Vĩ Bắc. Đấy, lô hạc Vĩ Bắc đây. Đấy, thân nó cũng vừa vừa thôi các bạn ạ. Hạc Vĩ Bắc này có giá là 280.000 1 kg ạ. Bây giờ tình trạng cây đang lên mầm như này nhá các bạn nhá. Mùa ghép hạc Vĩ Bắc thì từ Tết đến giờ là thích hợp nhá. Thì những cái mầm nó chưa dài quá thì chúng ta ghép lên thì nó không bị gãy. Đấy. Còn đây là kim điệp thơm. Kim điệp thơm, đây là những mặt bông hoa kim điệp thơm đây, nó bóng mượt như nhựa. Kim điệp nhựa hay là kim điệp thơm cũng là nó nhé các bạn nhé. Thì bình thường nó luôn có giá là 250.000 1 kg. Nhưng nay em bán xả hàng chỉ còn 200.000 1 kg thôi nhé các bạn nhé. Chủ yếu là cây rời rời tí. Nói chung là hàng nó cũng không được bằng cái hàng đẹp 250 kia rồi. Nhưng mà cái này em bán hàng giống cho các bạn là 200.000 1 kg thôi ạ. Đó. Và còn đây là kiều vàng. Đây là kiều vàng, lô kiều vàng của chúng em vẫn còn đây ạ. Đó, lô kiều vàng đấy nhá các bạn nhá. Kiều vàng thì bây giờ đang lên nụ, đang mùa lên nụ nhá các bạn. Đấy, kiều vàng đang mùa lên nụ như này đây. Đấy, kiều vàng có giá 180.000 1 kg thôi, còn độ khoảng chục kg này. Còn đây là hoàng thảo ý ngọc. Hoàng thảo ý ngọc thì bây giờ cũng đang nụ như này. Đấy, hoàng thảo ý ngọc thì bông màu cánh trắng mà lưỡi tím, rất là đẹp luôn ạ. Mà hoa rất là sai hoa. Các bạn nhìn này, nụ nó chi chít từ gốc luôn, từ gốc đến ngọn luôn. Đó, bây giờ đai cây đang nụ nhá. Để chúng ta sắp tới chúng ta chơi hoa luôn. Hoàng thảo ý ngọc có giá là 300.000 1 kg đấy ạ. Còn đây em còn độ khoảng 2 cân lụa vàng. 2 cân lụa vàng này có giá là 300.000 1 kg đấy ạ. Đó, lụa vàng hay còn gọi là u lồi thơm nhá các bạn nhá. Mùa này thì cây cũng mới tàn hoa. Đấy, mà hoa rất là thơm luôn. Và tiếp theo đây thì em có cái lan dáng hương miệng kín nhé các bạn nhé. Cây lá xếp cực kỳ là đẹp luôn mà rất là rẻ nhé các bạn nhé. Đấy, lá nó có bị lối đôi chút mà loại này giá rất là rẻ thôi. Chỉ có 100.000 1 kg này. Đó, dáng hương miệng kín nhé các bạn nhé. Đấy, chỉ có giá là 100.000 1 kg thôi này. Và còn ở đây em có lan đùi gà. Đùi gà Tây Bắc thì thân vàng óng và thân rất là mập nhá các bạn nhé. Có một số thân thì nó đã xuống lá hết như này và lác đác một số thân là nó vẫn còn đang có nụ nhá các bạn nhé. Đấy, đùi gà Tây Bắc đấy, nó lác đác một số thân vẫn còn đang nụ như này đấy. Đấy, và có những thân nó cũng đang cho hoa, hoa rất là tím luôn đúng không ạ. Đấy, đùi gà tròn nhá các bạn nhé. Đùi gà tròn Tây Bắc có giá là 250.000 1 kg. Còn đây là cái đùi gà của rừng Thanh Hóa. Rừng Thanh Hóa với cả rừng ở Hà Tĩnh. Đó. Thì có giá là 200.000 1 kg thôi này. Loại này thì thân dài. Đó. Nó cũng kiểu ngang ngang như kiểu là hàng của Lào, nhưng mà cái hàng nó cái loại này là hàng năm nó có thắt ngọn chứ nó không mọc nối như của Lào nhé các bạn nhé. Đấy. Lác đác như giò này đây nó cũng mọc nối này. Đó. Cái này thì chuẩn hàng của Hà Tĩnh với cả Thanh Hóa nhé các bạn nhé. Em nhập ở đó chứ không có hàng Lào nhé các bạn nhé. Đó. Hàng rất đẹp luôn. Và ở đây em có 3 dề. 3 dề này thì các bạn nào thích dề như dề này phải trên 1 cân. Đó. Thích hàng dề thì em cân hàng dề cho các bạn tính tiền nhé. Đó. Và dề này cực kỳ là to luôn. Dề này cực kỳ là to luôn. Đó. Nói chung là dề càng to thì thân già, tỷ lệ thân già nó cũng có nhiều. Nhưng các bạn thích hàng dề thì em gửi hàng dề cho các bạn. Đó, dề này chắc ở tầm 3 đến 4 kg. Đấy, cái dề rất to. Và còn đây một dề nữa, hơn 1 cân nữa này. Đấy, dề này cũng hơn 1 cân này. Đó, em vẫn tính giá là 200.000 một cân thôi. Còn đây là cái lan đùi gà hàng giống. Lan đùi gà hàng giống thì nói chung là nó toàn thân rời, thân lẻ. Và chúng em có lọc chứ nó không phải là thân già nhé các bạn nhé. Các bạn cứ yên tâm, nó vẫn là thân, có thân tơ nhé. Đấy, thân tơ bình thường, vẫn phát triển bình thường cho các bạn nhé. Để chúng ta ghép thành những cái giò hoa lan rất là đẹp luôn ạ. Đó. Đây, còn đây là một bó luôn này. Đấy, nó có thân tơ đầy đủ cho các bạn nhé. Và còn đây, à cái
Đùi gà hàng giống này có giá là 160.000 một kg thôi nhá các bạn nhá. Đùi gà hàng giống này. Và còn đây là long tu xuân hàng giống. Long tu xuân hàng giống thì cây nó ngắn độ rưỡi 20 phân trở xuống. Nên là em cho vào cái lọc ra cho vào cái loại hàng giống thì có giá là 240.000 một kg. Loại này em cũng ghép vào vườn rất là nhiều này. Tại vì long tu nó rất là dễ chăm sóc. Và chỉ sau 1 năm thì nó cũng dài như cái hàng đẹp thôi. Đấy. Và còn đây là loại hàng đẹp. Loại cây này chắc chắn là chúng ta dễ chăm sóc hơn, tại vì thân nó to hơn, thân dài hơn. Đấy. Thì có giá là 280.000 một kg đấy ạ. Đó. Và còn đây là lô sơn thủy tiên, hàng rất là đẹp luôn. Lô sơn thủy tiên này hàng rừng rất là đẹp đấy. Đấy. Sơn thủy tiên có giá là 200.000 một kg. Toàn hàng dề mà hàng rất đều luôn. Đấy. Hàng rất là đều đẹp, 200.000 một kg thôi ạ. Sơn thủy tiên đấy ạ. Sơn thủy tiên này thì bây giờ đang là cái mùa hoa và cũng là mùa ghép rất là rộ, nên là số lượng mà các bạn mua về ghép vườn rất là nhiều, nên là em nhập với số lượng là đầu tạ luôn. Đấy. Còn đây là ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu rừng Lào nhé, cũng là mùa ghép đây. Thì có giá là 180.000 một kg đây này. Ngọc thạch ba màu rừng Lào nhé. Đây là chuẩn ngọc thạch ba màu luôn ạ. Có cả màu tím, màu vàng và màu trắng nhé các bạn nhé. Đấy, nó cũng na ná gần giống hoa ý thảo á. Ba màu á. Đó. Đó, như đây. Những bông này nó na ná tàn rồi, nhưng mà họng nó là vào vàng này, cánh trắng và đuôi cánh là màu tím nhá các bạn nhé. 180.000 thôi. Còn đây là lan kim thoa. Lan kim thoa thì có giá là 100.000 một kg thôi. Kim thoa vàng óng rất là đẹp luôn này. Đấy, có những bó thân ngắn rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn thích lấy thân dài thì dặn chúng em đóng gói cho các bạn là thân dài. Thích thân ngắn thì chúng em lựa cho các bạn là thân ngắn nhé các bạn nhé. Kim thoa chỉ có giá là 100.000 một kg thôi. Còn đây chúng em còn một chút hàng phượng vĩ, chắc chỉ còn độ khoảng 3-4 kg gì đấy. Phượng vĩ thì loại cây này chúng ta trồng bờ rào, trồng trụ cổng rất là đẹp, hoặc trồng các bức tường. Đấy. Hoa của nó là màu đỏ rực nên là rất là đẹp. Và cái mùa này là mùa hè, là mùa của hoa phượng, là nó cũng nở theo mùa hoa phượng ấy các bạn nhé. Đấy, bây giờ cũng đang nụ này, nó sẽ nở trước hoa phượng nhé các bạn. Đấy, chừng khoảng tháng nữa thôi là nó sẽ ra hoa. Nhưng mà những cái nụ này thực sự là lúc vận chuyển là nó hỏng nhiều nhé các bạn nhé. Đấy, có 150.000 một kg thôi. Và còn đây em có lan mạc diệp nhé các bạn nhé. Mạc diệp xanh đấy ạ. Thì mỗi củ này là 20.000 một củ thôi các bạn ạ. Đấy, mỗi một củ này là 20.000 một củ này. Còn củ nhỏ là có giá là 10.000 một củ thôi này. Đấy. Như cái này là một khóm đấy ạ. Chứ không phải để tính một củ. Một củ nó là một củ tơ và một củ củ già đấy. Thì chỉ tính củ tơ thôi nhé các bạn nhé. Nên là không phải là như thế này, nhìn thấy hai củ là tính tới 40.000 đâu. Mà như thế này là tính là 20.000 này. Đấy. Còn như thế này đây là tính có 10.000 này. Là củ nhỏ này. Đấy. Là chỉ tính ở củ tơ nhé các bạn nhé. Đấy. Như kể cả thằng này đây thì có tới 3 củ luôn. Thì cũng chỉ tính có 10.000 loại củ nhỏ nhé. Đấy. Loại này chúng ta trồng sưu tầm và có hoa, ngồng hoa rất là cao nhé các bạn nhé. Tại vì lúc khai thác về thì những cái ngồng hoa nó bị gãy ấy. Những cái bông hoa màu nâu nâu rất là đẹp và khá là thơm nhé các bạn nhé. Nó khá là thơm luôn ạ. Đó. Và còn ở đây là ngọc thạch ba màu rừng Bắc nhé các bạn nhé. Ngọc thạch ba màu rừng Bắc ạ. Thì ngọc thạch ba màu rừng Bắc có giá là 200.000 một kg này. Đấy. Loại cây bây giờ cũng đang lên mầm gốc và chuẩn bị cho nụ nhé các bạn nhé. Như những thân này đây nó chưa xuất hiện nụ này. Đấy. Để sắp tới chúng ta chơi hoa nhé các bạn nhé. Ngọc thạch Bắc này. Và có những thân là như cái này là thân già. Đấy. Còn những thân này chưa hề có nụ luôn này. Thân tơ này. Đó. Để sắp tới chúng ta chơi hoa. Đấy, số lượng ngọc thạch thì em về chờ sẵn ở đây cho các bạn lấy về chơi hoa nhé. Rất là nhiều luôn ạ. Đấy, các bạn cứ yên tâm đặt hàng, chúng em lựa hàng đẹp cho các bạn. Như thân này đây đang nứt nụ ở đây. Đấy, những cái nụ đang nhú nhú ở đây. Đó. 200.000 một kg thôi. Còn đây lan chuối ngọc. Chuối ngọc bán rẻ như hàng xả, 160.000 một kg thôi. Bán rất là rẻ luôn ạ. Đó. Số lượng bây giờ chỉ còn độ khoảng chục cân thôi. Đó. Hàng thì tất nhiên mùa này xong hoa thì tất cả các dòng hoàng thảo mùa hoa là mùa xuống lá sạch. Nên là nó sẽ rất là nhẹ cân. Đấy, về chúng ta nuôi những cái mầm gốc lên thôi nhé các bạn nhé.
có những cây mầm gốc lên cũng được như này rồi đây. Đó, đây là lan chuối ngọc ạ, hoa tím rất là đẹp luôn ạ, và có mùi hương khá giống với mùi hương của giả hạc phi điệp đấy ạ. Còn đây là hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc có giá là 200.000 một kg. Hoàng phi hạc hàng rất là đẹp luôn ạ, lô hàng cực kỳ là đẹp đấy, kể cả hàng rời hàng ấy thì nó đều có đầy đủ thân tơ cho các bạn nhé, các bạn nhé. Đấy, còn các bạn thích hàng dề to, thực sự là hàng dề em chỉ có dề tầm 2 kg thôi đấy, nên là các bạn thích dề thì em cân cho các bạn từ 2 kg trở lên đó. Như dề này đây cũng phải trên 2 kg đấy. Đấy, còn cái loại dề mà 1 kg là không có đâu các bạn ạ, chỉ có dề trên 2 kg thôi đấy, 200.000 một kg ạ. Và còn đây là hoàng lạp đấy. Hoàng lạp cũng mới mùa tàn hoa các bạn ạ. Lan hoàng lạp thì nhìn thân nó sẽ héo héo, nó lúc nào nó cũng héo héo như vậy các bạn ạ, chứ nó không được bóng bẩy như cái thằng sơn thủy tiên nhé các bạn nhé. Hoàng lạp có giá là 140.000 một kg thôi này đấy, em bán giá cực kỳ là rẻ cho mọi người, giá rẻ như hàng giống luôn đấy. Còn đây là lan nhất điểm hoàng nhé các bạn nhé. Nhất điểm hoàng bây giờ đang mùa hoa, cánh của nó màu vàng và họng cam nhé các bạn nhé, họng màu cam nhé đấy, rất là đẹp luôn ạ, và hoa cũng khá là thơm đấy, hoa có một mùi hương dịu nhẹ luôn đấy. Có những cây vẫn còn đang có nụ như này đây, đây là những cái chùm hoa của nhất điểm hoàng đây. Nhất điểm hoàng có giá rất là rẻ, 120.000 một kg thôi ạ, 120.000 một kg, hàng rất là đẹp luôn ạ, hàng em bao đẹp cho mọi người. Còn đây là đùi gà dẹt, giò đùi gà dẹt như các bạn đã thấy ở đầu clip em có quay cho mọi người đấy, em có quay cho mọi người xem cái giò đùi gà dẹt của chúng em, và các clip trước đây em có post lên một clip để cho mọi người xem đấy. Hàng đùi gà dẹt cực kỳ là ưng ý mà lô hàng chúng em nhập về nhé các bạn nhé. Đấy, đùi gà dẹt có giá là 200.000 một kg thôi ạ. Đấy, mai thì em lại có thêm cả một lô hàng dề về nữa cơ, một lô hàng nguyên hàng dề không, có độ khoảng 20 cân, nguyên hàng dề to, hàng dề độ khoảng hơn cân 2 kg có đấy. Như ở đây thì chỉ lác đác có một vài dề là cũng không đến nỗi là cân đâu đấy. Đấy, 200.000 một kg thôi ạ. Hàng đây mới về, mới đổ xong mà cây vẫn còn hơi ướt ướt đây, ở rừng về đây đấy, gốc vẫn còn ướt đen xì này đó, để đến sáng mai là nó sẽ khô cái rễ rồi chúng em sẽ đóng gói gửi hàng đi cho các bạn đó. Và còn đây là lan phi điệp vàng nhé các bạn nhé. Phi điệp vàng, lô phi điệp vàng cũng rất là đẹp luôn này đấy, từ trên xuống dưới mầm xanh mơn mướt này đấy. Đấy, phi điệp vàng đấy ạ. Phi điệp vàng có giá là 150.000 một kg thôi. Lấn ở đây một khóm mỗi tua. Đấy. Đấy, hàng xanh mướt mướt luôn này. Đó. 150.000 một kg này. Không có lô phi điệp vàng nào mà đẹp như lô này đâu nhá. Mùa này đang mùa nắng nóng nữa. Đấy. Và còn đây là dáng hương tam bảo sắc. Dáng hương tam bảo sắc chắc độ còn 5 kg như này. Dáng hương tam bảo sắc có giá là 200.000 một kg nhé các bạn nhé. Cái này là hàng Bắc nhé. Chứ mà hai hôm nữa thì em sẽ có hàng rừng Quảng Trị về. Hàng rừng Quảng Trị thì giá tầm khoảng 300.000 một kg chứ. Nhưng mà cái đấy giá hơi đắt nên là chắc là em sẽ bán theo cặp cho các bạn, chia sẻ cho mọi người. Và còn đây là cái lô thập hoa. Lô thập hoa này còn chưa xuất hiện nụ này, để sắp tới chúng ta chơi nụ nhé các bạn nhé. Cũng lác đác có một số thân là em có thấy có nụ nhé các bạn nhé. Lúc chiều nay dỡ hàng ra. Đấy, thập hoa. Thập hoa có giá là 150.000 một kg thôi ạ. Đó, hàng rất là rẻ. Và còn đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi, loại hàng đẹp. Đấy, lác đác bây giờ vẫn còn đang có nụ như này nhé các bạn nhé. Đó, hoàng thảo vôi, loại hàng đẹp, 260.000 một kg. Còn cái loại hàng giống em sẽ lọc ra sau và bán giá cho mọi người là 200.000 một kg, loại hàng giống nhé các bạn. Đó. Và tiếp theo đây, ở đây thì hơi tối rồi đấy, ở đây là cái dáng cái hoàng thảo tam bảo sắc. Cái này nó hơi tối, em quên bật đèn flash, bây giờ bật lên lại không bật được ở máy,
Đấy, nhưng mà hàng rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Có giá là 250.000 1 kg. Là cái hoàng thảo tam bảo sắc nhá. Còn đây là hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn có giá là 250.000 1 kg nhé các bạn. Hoàng thảo xoắn chiều nay về thì em cũng có đóng gói đi khá là nhiều. Bây giờ chỉ còn độ khoảng 7 kg thôi để chia sẻ cho mọi người thôi. Đấy. Còn đây là long tu đá hoa trắng. Long tu đá hoa trắng thì có giá là 180.000 1 kg này. Đấy. Long tu đá hoa trắng thì nó cũng là thân xanh nhưng mà cho hoa màu trắng nhé các bạn nhé. Hoa họng vàng, cánh trắng nhé các bạn. Đấy. Hoa cũng rất là đẹp và thơm ạ. Còn đây là kiều tím này em đủ để trả đơn cho mọi người thôi. Nhưng mà mai em sẽ về lô mới thì em sẽ quay chi tiết cho mọi người sau. Cái lô kiều tím ngày mai nhé. Còn đây là kiều vuông rừng Lào. Thì nó cũng là kiều vàng. Đấy, kiều vuông rừng Lào. Và mùa này cũng đang mùa nụ này. Lác đác một số cây đang nụ dài như này mà nó bị gấy nụ nhé các bạn nhé. Đấy, cái này thì cũng có giá khá là rẻ thôi. Nhưng mà em có khách chốt hết đơn rồi này. Thì mai em đủ giá khách thôi. Cái này thì em không nhận thêm đơn nữa. Và đây là cái long tu đá hoa tím đây. Long tu đá hoa tím, mặt bông của long tu đá hoa tím đây các bạn. Đó. Là cánh tím nhá. Họng vàng nhá các bạn. Tại vì cái này là mới dỡ ở trong bao ra nên là cánh của nó chưa tím đậm đâu nhá các bạn nhá. Đấy. Đó, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay. Em quên. Cái giá long tu đá hoa tím là 200.000 1 kg nhé các bạn. Đấy. Giá của long tu đá hoa tím ạ, hàng rất là đẹp luôn ạ, thân dài đẹp luôn ạ. Giá là 200.000 1 kg ạ, giá rất là rẻ nhé các bạn nhé. Đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay có để chia sẻ cho mọi người đấy ạ. Thì mọi người xem và lên đơn hàng, gọi điện trực tiếp cho chúng em hoặc là nhắn tin địa chỉ đơn hàng cho chúng em để chúng em gửi hàng cho các bạn đi trong ngày cho các bạn nhé. Đấy, em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã lên trên toàn quốc ạ.